mét mấy? Ủa sao đo? Tầm 1m40 á. Mà sao đo thấy tục vậy? Là tập xong kiểu như mình tập thể lực á, xương sống nó trùng xuống. Bởi ý là nó đo lên đây nè. Ừ. Buổi sáng thì nó sẽ lên trên này thôi. Mà chị không đo sẵn, chị đo thời điểm nhất định trong này. Chị mới tập xong là kiểu sống lưng của mình nó có nó chịu áp lực nên nó trùng xuống tạm thời thôi. Xong vài tiếng sau nó trở lại bình thường. Thì cứ từ lúc trước khi tập này chỗ này là cái này là. Đây nè, 1m34 chứ. Đây 1m34. Cái gạch nhỏ này đúng không? Ừ, đây nó lên 1m35 mà lên 1m38 mét. Này là 35 này lên khi nào đây? Thì được khoảng chị chạy nhớ nữa. Chạy nhớ luôn. Còn 1m38 thì khi nào? Chắc cũng phải cũng khoảng là thôi tháng 7, tháng 8. Ờ, lại lần đo gần nhất là 1m79 đúng không? Yeah. Là 1m40 rồi. Giờ buổi sáng có khi đo hơn 1m40 cơ. Buổi tối thì là chính xác là 1m79 á. Mà cái thước đo đó mới chính xác á. Lên được một khúc đó. Thôi đo này, đo chỉ đo lên đầu này thôi. Bao nhiêu xăng? Từ lúc bắt đầu tới bây giờ là bao nhiêu xăng? Thì 1m34 à. Đúng rồi đây. Xuống phải chữ này. Đó, chị đo đây. Là đây. 5 xăng đúng không? Chắc tầm đó thôi. 5 xăng. Ừ. Lúc bắt đầu là từ đây. Quạch nhỏ đi. Đâu mục tiêu đâu, mục tiêu đây. Sao cao dữ, cao hơn em luôn á. À mục tiêu 16 đúng rồi, 16. Rồi bắn thấy dài đó. Rồi hello bạn, hôm nay có dịp tới nhà của một chị tên gì nhỉ? Chị Hoa. Ừ, chị Hoa. Chị Hoa thì có hai đứa con, một bé bao nhiêu tuổi nè? 10 tuổi. Bé 10 tuổi và bé nhỏ là bao nhiêu, bé trai là bao nhiêu? Bé nhỏ 8 tuổi. Ừ, thì chị Ho trước mấy tháng trước thì cũng có lo lắng về chiều cao của hai bé. Thì cũng ý thức được chiều cao của hai bé từ sớm cho nên là cũng có đăng ký online và là học viên của mình. Thì hôm nay mình tới đây và mình cập nhật chiều cao của hai bé. Đó, thì nói chung là bé lớn thì sau nhiều tháng tập luyện thì cũng có kết quả rồi. 5 tháng. Ừ, 5 tháng, đúng rồi. Là tính ra lên cũng được 4-5cm đúng không? Ừ, 5cm. Hai bé tới đây. Đây, ra ngoài. Hả? Rồi con tập mệt không? Dạ. Con tập mệt không? Dạ. 5 tháng mệt mệt không? Cũng bình thường. Hôm lúc mới đầu thì nó cũng mệt chứ đúng không? Dạ. Đúng rồi, thì bé này là chị em cho nên là mình ban đầu thì mình sẽ đưa những cái bài tương đối nhẹ nhàng để cho cơ thể bé làm quen và thích nghi trước. Về sau mình sẽ nâng độ khó lên một cách từ từ. Thì cô bé này phải nói là khá là may mắn khi mà có một người mẹ khá là tâm lý, ý thức được chiều cao của con từ sớm. Đó. Thì sau một quá trình tập với mình thì cũng đã lên được khoảng 5cm. Đó. Thì chị có những cái lời khuyên nào mà cho những bậc phụ huynh giống như chị có thể giúp cho con mình cao lên, ví dụ như là để ý cho con chiều cao của con từ nhỏ này, hay là về dinh dưỡng tập luyện này, cho con chơi thể thao gì đó, chị có lời khuyên gì không? Bản thân chị thì hai đứa bố mẹ thì cũng hơi thấp, cho nên là từ nhỏ là chị đã muốn tập luyện vấn đề phát triển chiều cao cho con. Ồ, chị mét nhiêu, anh mét bao nhiêu? Anh mét 6, chị mét 1m50. Mơ ước của chị là con gái là 1m60-65, một con trai là 1m75 cơ. Ừ, cho nên là từ nhỏ là mình ý thức sớm cho hai bé thì... Là chị dinh dưỡng, đầu tiên là dinh dưỡng. Ừ, sắp tới tập luyện nữa. Này, các bạn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị để bước vào độ tuổi dậy thì và dậy tăng. Có những bạn mới bước vào dậy thì và có những bạn chuẩn bị bước vào dậy thì là chị bắt đầu cho tập luyện thể thao, vận động để cho phát triển tối đa cái chiều cao mà mình mong muốn. Đó, thì đây là một người mẹ phải nói là cực kỳ tâm lý. Phải nói cực kỳ tâm lý đó, cho nói chung là không phải là bất kỳ phụ huynh nào cũng được giống như chị đâu. Thiệt. Hồi xưa kiểu như mẹ em là ba mẹ em là không quan tâm chiều cao, có tiền ăn cũng chưa lo. Ừ, hồi xưa kiểu như tiền rồi ăn chưa có. Rồi thì đó là một chia sẻ ngắn, cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Thank you.
đây là những cái bảo vệ không có.